Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 điểm thuộc 9 đơn vị bầu cử. Hội nghị đánh giá công tác quản lý thu thuế phí lệ phí 11 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thu ngân sách tháng 12 năm 2017 và quý 1 năm 2018. Hội thi Hùng biện tiếng Anh huyện Hải Hậu lần thứ 6 năm học 2017-2018. Công an huyện Hải Hậu bắt một xe chở xương bò và mỡ động vật phế thải. Và một số tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ đầu năm đến nay và quán triệt thông chi của huyện ủy, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Theo đó, đến nay, tổng nguồn sẵn sàng nhập ngũ của huyện là trên 8.100 thanh niên, số đủ điều kiện gọi nhập ngũ là trên 4.600 thanh niên. Qua sơ tuyển, số lượng thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe là 1.826 thanh niên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Sợi, Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, truyền đạt chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã thị trấn với công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Nghe Phòng Tư pháp hướng dẫn quy trình thủ tục xử lý vi phạm và truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện trên cơ sở kế hoạch và tình hình thực tiễn của công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự trong việc xây dựng các văn bản và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các xã thị trấn tổ chức thực hiện. Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, Bệnh viện Đa khoa, Công an huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, tổ chức sơ tuyển khám tuyển sức khỏe, ra soát chất lượng chính trị và mở lớp nhận thức về Đảng cho công dân đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện nhập ngũ, có hướng phát triển tạo nguồn cho quân đội và địa phương sau này. Công an huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn phối hợp với quân sự ra soát phẩm chất chính trị của công dân sẵn sàng nhập ngũ và tiến hành làm thẻ căn cước công dân cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo đạt 100%. Phòng Văn hóa Thông tin Đài Phát thanh huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn đài truyền thanh các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập các hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, y cụ, tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm HIV, sàng lọc ma túy cho công dân theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Xây dựng kế hoạch triển khai tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2018, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã thị trấn và phân công cụ thể cho từng thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã thị trấn, tiến hành đủ các bước để tuyển cử công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2017, Hội Chữ Thập Đỏ huyện tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tổng kết công tác hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về dự và tặng hoa chúc mừng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 71 năm Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ huyện không ngừng được củng cố và phát triển. Sau 28 năm được thành lập, từ năm 1989 đến nay, toàn huyện đã có 50 hội cơ sở,
trong đó 35 xã thị trấn, 15 cơ quan trường học với gần 9.000 hội viên. Đội ngũ chủ tịch hội từng bước được trẻ hóa, có trình độ, có khả năng vận động quần chúng. Hoạt động của hội ngày càng mang tính chất chuyên nghiệp. Nhiều tổ chức hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo ở địa phương. Nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo nổi bật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như tạo việc làm, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến giác mạc, bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, tặng xe lăn cho người tàn tật, nhận và nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, nhận giúp đỡ thường xuyên những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhiều chức sắc tôn giáo, nhiều con em quê hương sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Riêng năm 2017, tính đến nay các cấp hội trong huyện đã huy động được gần 2,8 tỷ đồng, trợ giúp gần 13.000 lượt đối tượng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương ghi nhận những kết quả mà Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã đạt được trong năm 2017, cùng các tập thể cá nhân luôn tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo đã đạt được. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn các cấp dựa theo tình hình đặc điểm của địa phương xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc báo cáo Hội Chữ Thập Đỏ huyện để hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời có những giải pháp tháo gỡ. Tổ chức triển khai tốt phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018 và tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, làm chuyển biến thái độ hành vi của người dân về công tác nhân đạo và tổ chức nhân đạo, qua đó lôi cuốn các lực lượng xã hội tham gia công tác nhân đạo, làm cho nhân đạo trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân và nét văn hóa trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan được tăng cường chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, phát huy được vị trí vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tổ chức kỳ họp đảm bảo dân chủ, công khai, có sự đổi mới, hoạt động thẩm tra, giám sát tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Nội dung giám sát đều là những vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn đã tích cực trong thực hiện chức năng giám sát theo quy định của luật. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn được duy trì thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn đã nghiêm túc chỉ rõ và nhận ra những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân và phương pháp để tiếp tục khắc phục, làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 điểm thuộc 9 đơn vị bầu cử, gồm thị trấn Yên Định, Hải Lộc, Hải Lý, Hải Trung, Hải Tân, Hải Đường, Hải Triều, Hải Giang và thị trấn Thịnh Long. Tại nhà văn hóa thị trấn Thịnh Long, đồng chí Mai Văn Quyết, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện cùng các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri tại các xã Hải Châu, Hải Hòa và thị trấn Thịnh Long. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu tại đơn vị,
đã báo cáo ngắn gọn kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, thông báo tới các cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo trả lời chất vấn các cử tri tại kỳ họp trước. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được ông Mai Văn Quyết, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện làm rõ và trả lời các cử tri thỏa đáng và hứa sẽ chuyển đến Hội đồng Nhân dân huyện xem xét giải quyết. Cùng ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại tổ bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng Quang Đông Tây Lý. Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo vắn tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18. Báo cáo vắn tắt tình hình kinh tế xã hội của huyện năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời thông báo trả lời của các cơ quan chức năng về các ý kiến kiến nghị của cử tri trong vùng tại kỳ họp trước, được các đại biểu nhất trí cao. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hải Lý đã kiến nghị xoay quanh các vấn đề nghị cấp trên sớm triển khai dự án cồn Văn Lý, sớm thi công nâng cấp tuyến đường từ Hải Lý đi Hải Chính đã xuống cấp, phục vụ sản xuất và dân sinh, tăng cường chế tài xử lý đối với các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ý kiến việc cấp trên chậm chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa làm nhà ở cho các trường hợp người có công với cách mạng, cũng như các trường hợp được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong kháng chiến chống Mỹ đã 10 năm nhưng vẫn chưa nhận được khen thưởng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cống số 1 phục vụ sản xuất và dân sinh. Đề nghị địa phương chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất sản xuất hợp lý, giúp người dân sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được ông Phạm Văn Oánh, Thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện, đại diện cho tổ hội đồng được bầu tại đơn vị tiếp thu và trả lời thỏa đáng. Đồng thời tổng hợp báo cáo các cơ quan liên quan trả lời trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng Tư vấn Thuế tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí 11 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thu ngân sách tháng 12 năm 2017 và quý 1 năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, tuy có nhiều yếu tố khó khăn ảnh hưởng tới công tác quản lý thu trên địa bàn, song cán bộ công chức chi cục thuế huyện đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tổng thu nội địa tính cân đối, trừ tiền cấp quyền sử dụng đất đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, thu được 106,7 tỷ đồng, ước cả năm đạt 119,7 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Trong đó, một số doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và có số thuế nộp ngân sách lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định như công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu nộp 700 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Đạt nộp 12 tỷ đồng, thu từ hoạt động xây dựng cơ bản Vãng Lai phát sinh trên địa bàn là 8,6 tỷ đồng. Thu theo địa bàn xã thị trấn, hầu hết các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Hai chỉ tiêu thu vượt cao đó là thu ngoài quốc doanh đạt 143%, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 129%. Có được kết quả này là do từ đầu năm, cơ quan thuế đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền hỗ trợ người nộp, kiểm tra, kê khai quản lý thu. Tuy nhiên, trong 11 chỉ tiêu của năm 2017, vẫn còn 4 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành. Trong đó, 2 chỉ tiêu số thu lớn đạt thấp là thu ngoài quốc doanh và thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thuế huyện biểu dương ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cơ quan thuế trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cơ quan thuế và các ngành chức năng cần tập trung quyết liệt, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017 ở mức cao nhất và trên 60% dự toán thu quý 1 năm 2018, xong trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện chỉ đạo quyết liệt cùng công tác truy thu nợ đọng thuế và cưỡng chế nợ thuế, tập trung vào khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã ký cam kết, triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách thuế mới theo quy định, chuẩn bị các điều kiện xây dựng chỉ tiêu thu thuế phí lệ phí năm 2018, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện trình Hội đồng Nhân dân huyện thông qua để giao cho các đơn vị thực hiện, hoàn chỉnh phương án quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp, cơ sở nhôm đúc đi vào nền nếp ổn định theo hướng tạo điều kiện nhất cho người nộp thuế, phù hợp điều kiện thực tế kinh doanh, chống thất thu thuế.
nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đồng thời xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyên truyền chuyên nghiệp và củng cố thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sáng ngày 21 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, đại lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những đối tượng không được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế, mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, phương pháp nội dung tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngày 22 tháng 11, tại Nhà văn hóa huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh huyện Hải Hậu lần thứ 6 năm học 2017-2018. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về dự và tặng hoa chúc mừng hội thi. Tham dự vòng chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh huyện Hải Hậu lần thứ 6 năm học 2017-2018 có 29 phần thi và 10 tiết mục văn nghệ của các em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các em học sinh trải qua 3 phần thi, giới thiệu bản thân, hùng biện theo chủ đề và trả lời phỏng vấn. Tại mỗi phần thi, các em đã thể hiện được khả năng nói tiếng Anh lưu loát, giao lưu với ban giám khảo và khán giả tự tin. Qua một ngày thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 27 giải ba. Qua hội thi nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đặc biệt khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh, tạo môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng và tham gia hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Tại hội thi, ban tổ chức đã nhận được tài trợ 25 triệu đồng của Trung tâm Viễn thông VNPT Nam Định và các học bổng của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ecolink đã góp phần làm nên thành công của hội thi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Công an huyện Hải Hậu vừa bắt một xe chở xương bò và mỡ động vật phế thải. Sau đây là tin từ phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Hồi 16 giờ ngày 22 tháng 11, tại địa bàn xã Hải Long, Công an huyện phối hợp với đội quản lý thị trường số 10 huyện kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-12181 do Trần Văn Thành, sinh năm 1987, trú tại đội 5 xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội, đang vận chuyển 2 tấn xương bò phế thải và khoảng hơn 800 lít mỡ động vật được đựng trong 8 thùng phi. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Thành không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mỡ và xương động vật trên. Hiện công an, đội quản lý thị trường và trạm thú y huyện củng cố hồ sơ và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ xương bò theo đúng quy định của pháp luật. Qua quá trình kiểm tra thì đội quản lý thị trường số 10 và đội sát kinh tế môi trường công an huyện đã tạm giữ toàn bộ cái số hàng hóa nêu trên, và hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý và tiến hành các bước tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, Công an huyện, đội quản lý thị trường số 10 tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã thị trấn phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh. Xác định rõ công tác dân vận có ý nghĩa vô cùng to lớn, là hoạt động quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành. Đơn vị đã quán triệt xây dựng nghị quyết, kế hoạch chương trình thực hiện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng địa bàn, triển khai và thực hiện đồng bộ các mặt công tác dân vận một cách thống nhất, sát thực tiễn cơ sở, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc quán triệt phương châm dân vận khéo của Bác Hồ trong tiến hành công tác dân vận.
Qua đó, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được nâng cao, góp phần làm chuyển biến sâu rộng trong nhận thức đến hành động. Mọi cán bộ đảng viên đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh. Đến thăm giáo họ Xuân Hà vào một ngày tháng 11, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét của khu dân cư vùng giáo ngày càng phát triển về kinh tế xã hội và ổn định về an ninh trật tự. Đây cũng là nơi đơn vị phối hợp với xã Hải Hòa tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân triển khai thực hiện mô hình điểm khu dân cư vùng giáo tiên tiến về an toàn và an ninh trật tự. Qua công tác tuyên truyền vận động, Hội đồng giáo họ Xuân Hà đã nhận thức rõ việc xây dựng mô hình phong trào thiết thực với giáo họ và 100% hộ gia đình tại giáo họ đăng ký đã nhiệt tình tích cực ủng hộ. Các đồng chí bộ đội biên phòng thì nói chung là chúng tôi ở vùng ven biển đây thì thấy các anh về đảm bảo về an ninh trật tự trong xã cũng như trong ngoài xã, rồi là trong trong làng và ngoài biển thì các anh rất là tích cực, các anh cái cộng tác với lại bà con. Chúng tôi rất gắn bó với lại các anh bộ đội biên phòng vì chúng tôi ở đây là cái gần biển, nhiều đôi khi là nó rất phức tạp về an ninh. Đã trở thành nền nếp, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh phối hợp với Hội Phụ nữ thị trấn Thịnh Long tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép các chuyên đề, nâng cao kiến thức cho phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thu hút trên 800 lượt hội viên phụ nữ tham gia, tạo nên sự đoàn kết gắn bó, giúp đỡ trong nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình. Cùng với đó, Câu lạc bộ Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển tổ chức sinh hoạt định kỳ. Thông qua sinh hoạt, tình quân dân giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thịnh Long và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh ngày thêm gắn bó mật thiết và bền chặt, góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp với mục tiêu bảo vệ bình yên tuyến biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Thịnh Long. Ở các địa bàn biên phòng, cán bộ làm công tác vận động quần chúng đã bám dân, bám địa bàn, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình và tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Cán bộ địa phương, xã cũng như xóm, rồi các anh cán bộ biên phòng, các anh tạo điều kiện giúp đỡ và để gia đình chúng tôi và toàn thể nhân dân chúng tôi trong phạm vi của biên phòng thì lao động tốt. Và về an ninh thì cũng rất là yên tâm. Các đồng chí cũng nói chung là cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề là an ninh cho nhân dân. Cùng với triển khai thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư vùng giáo tiên tiến về an toàn và an ninh trật tự, đơn vị đã tiếp tục vận động quần chúng nhân dân vùng giáo đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các mô hình như xây dựng xứ họ Đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, xây dựng khu dân cư 50, xứ họ Đạo an toàn, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Các đơn vị biên phòng cũng tham gia duy trì và củng cố mô hình cụm dân cư vùng giáo an toàn, vận động các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và công tác nhân đạo từ thiện. Các hoạt động khuyến học khuyến tài góp phần xây dựng các khu dân cư vùng giáo trên tuyến biên phòng ngày càng ổn định về an ninh trật tự. Bà con giáo dân phấn khởi yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Cuối năm 2017 thì đơn vị sẽ tích cực nắm chắc cái tình quản lý tốt cái tình hình trên biển. Đặc biệt là tổ chức đấu tranh chống các cái đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và trên địa bàn thì tập trung vào các cái đối tượng buôn bán pháo nổ và các cái tai tệ nạn xã hội khác để đảm bảo cho bà con nhân dân vui Tết đón xuân an toàn tiết kiệm. Bằng nhiều biện pháp cách làm phù hợp thiết thực, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng giáo, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, là cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.